Minh được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Kỷ Dậu, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh đại dịch thổ ngày Kỷ Dậu, tức can sinh chi, nghĩa là thổ sinh chua kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm đại dịch thổ kỷ tuổi Quý Mão, Ất Mão, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành Kim Cục, xung với Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Phá Tý và Tuyệt Dần. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Mão, Ất Mão, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tý, Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết. Sao Kính Tâm tốt đối với an táng. Sao Tuế Hợp tốt mọi việc. Sao Hoạt Điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu. Sao Dân Nhật thời đức tốt mọi việc. Sao Hoàng Ân tốt mọi việc. Sao Minh Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương hay còn gọi là sao Diệt Môn xấu mọi việc. Sao Thiên Lại xấu mọi việc, sao Tiểu Hồng Sa xấu mọi việc, sao Tiểu Hao xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao Địa Tặc xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao Lục Bất Thành xấu đối với xây dựng, sao Thần Cách kỵ về tế tự. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Chính Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo trải qua một ngày không được may mắn cho lắm. Với bạn tuổi Tý cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối phó với những sự kiện không như mong muốn xảy ra ngày hôm nay. Và bạn tuổi Tý, bạn chớ nên nhẹ dạ cả tin, làm việc gì với bạn cũng cần phải cân nhắc sao cho thật kỹ càng. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, bạn cũng có thể yên tâm rằng nếu mình luôn tập trung vào công việc thì vẫn có thể hạn chế được rất nhiều sai sót xảy ra. Đồng thời, với bạn tuổi Tý, hãy tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn bởi bạn là người rất nhanh nhạy trong ứng biến, vững vàng trước mọi biến cố xảy ra. Trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này còn làm cho bạn đang có sự nhanh nhẹn, quyết tâm, quyết định với hướng đi của mình. Tuy nhiên, điều bạn cần làm bây giờ là phải giữ được sự bình tĩnh trong khi giải quyết mọi vấn đề, chớ để cho bản thân mình bị tác động bởi người ngoài quá nhiều bạn tuổi Tý nhé.
Vài câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, cẩn thận kẻo lại kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy rối xung quanh mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, hết sức cẩn thận khi làm việc trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, kiên định với con đường mà mình đã lựa chọn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, hãy cố gắng làm việc hết mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, cần phải tập trung làm việc để tránh những sai sót không đáng có xảy ra. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 54, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu ngày hôm nay dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người, và với bạn tuổi Sửu đang có được sự trợ giúp của ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Dù đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, bạn tuổi Sửu cũng sẽ tìm được cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân mình và gặt hái được những thành công rất ấn tượng nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Sửu trong ngày này, dù bạn là người có vị thế cao đi chăng nữa, thì bạn cũng cần phải tiếp xúc với nhân viên cấp dưới của mình nhiều hơn, hãy quan tâm hơn tới mọi người để biết được mong muốn và nguyện vọng của họ, và từ đó sắp xếp nhân sự vào từng vị trí sao cho phù hợp nhất có thể. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và người nhà đang vô cùng là hòa hợp. Dù công việc của bạn có bận rộn hay là căng thẳng thì với bạn tuổi Sửu cũng không quên dành thời gian để quan tâm tới các thành viên trong gia đình của mình, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với mọi người nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có được sự quyết đoán hướng mọi người theo hướng đi đúng đắn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, tạo được uy tín với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, luôn quan tâm tới người thân, gia đình của mình. Tử vi tuổi Thân Sửu thuộc mệnh Thổ, cần trò chuyện, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, điềm tĩnh và chín chắn khi giải quyết công việc. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 46, số 85, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Tý, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022. Bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, và bạn vốn là người rất có tài năng, chỉ cần bạn tập trung vào công việc là có thể giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn hóc búa trong ngày. Tuy nhiên, nhiều khi với bạn tuổi Dần lại quá dễ hài lòng với những gì mà mình đã đạt được. Và với bạn tuổi Dần, nếu như bạn cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ rơi vào tình cảnh dậm chân tại chỗ và tạo điều kiện cho kẻ khác vượt qua mình. Và để tránh khỏi tình trạng này, với bạn tuổi Dần nên lập ra cho mình những kế hoạch cụ thể hơn và đích đến cao hơn, động viên bản thân mình luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra nữa bạn tuổi Dần nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, cách chuyện tình cảm của bạn với người nhà lại đang có dấu hiệu bất ổn. Đôi bên có thể xảy ra xích mích, mâu thuẫn với nhau về những quan điểm bất đồng. Vì vậy, với bạn tuổi Dần, hãy biết kiềm nén cơn nóng giận của mình. Đừng có nói năng hoặc là có những hành động thiếu cảm tính khiến cho nửa kia bị tổn thương.
Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy không nên dễ hài lòng với những gì mà mình đã đạt được. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa giải quyết được nhiều nhiệm vụ khó khăn, hóc búa. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ hãy học cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc dậm chân tại chỗ sẽ tạo điều kiện cho người khác vượt qua mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim có thể sẽ vướng phải những mâu thuẫn, xích mích với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 34, số 68, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu xanh rêu, quý nhân phụ trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu. Điều này đang làm cho bạn tuổi Mão hay coi thường ý kiến của người khác, thậm chí là sẵn sàng gây gỗ tranh cãi với những người đang có quan điểm trái ngược chiều với mình, và hành động này sẽ gây ra ảnh hưởng tới các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Mão nhé. Với bạn tuổi Mão, bạn nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Vì thế, bạn tuổi Mão không nên bắt người khác nghe theo quan điểm của mình một cách vô lý được. Và bạn tuổi Mão, bạn cần có cách trình bày ý kiến của mình rõ ràng hơn, khách quan hơn để thuyết phục mọi người. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân, không chịu mở lòng mình vì mãi giữ những cái nhìn khá tiêu cực về chuyện tình cảm. Với bạn tuổi Mão, vì đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ, cho nên bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy quá kiêu ngạo vì tài năng của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa thông minh, nhanh nhẹ và có linh cảm tốt. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ cần phải trình bày suy nghĩ của mình một cách thuyết phục hơn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc không nên bắt ép người khác theo quan điểm của mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim hãy cởi mở hơn để cho người khác có cơ hội tới gần. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 73, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhân phụ trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Thìn Dậu nhị hợp nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thìn đang được mọi người yêu mến và tin tưởng. Tuy nhiên, chính bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay lại thường xuyên hoang mang trước khi đưa ra các quyết định và có phần mơ hồ vì chưa tìm ra được hướng đi cho bản thân mình. Trong ngày này với bạn tuổi Thìn, nếu như bạn muốn đưa ra sự lựa chọn chính xác thì với bạn nên xác định rõ điểm mạnh của mình cũng như là điều mình muốn là gì. Ngoài ra, với bạn tuổi Thìn cũng đừng có ngại ngần xin ý kiến của những người có giàu kinh nghiệm hơn mình nữa. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy các chuyện tình cảm của bạn với nửa kia luôn duy trì được tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia chính là hậu phương vững chắc và là động lực để cho bạn cố gắng hơn nữa mỗi ngày. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa chưa xác định được điều mình muốn thực sự là gì. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc suy nghĩ, cân nhắc về những điều mình thực sự muốn và cần. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim đừng có chần chừ, do dự để lỡ mất cơ hội đáng tiếc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tình cảm vợ chồng được ổn định, hai người hay chia sẻ với nhau.
Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 34, số 86, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022. Với bà tuổi Tỵ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, điều này sẽ chi phối vận trình của bạn. Và bạn tuổi Tỵ, bạn có thể là người tài giỏi và mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, nhưng đôi khi sự thẳng thắn quá mức của bạn lại gây tổn thương cho người khác, thậm chí là gây thù chuốc oán với mọi người nữa. Với bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn hãy suy nghĩ kỹ lưỡng hơn trước khi nói hoặc là làm bất cứ điều gì và học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Và chỉ khi cư xử chính chắn, tế nhị, bạn tuổi Tỵ mới xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, giúp ích nhiều cho tương lai của mình. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khắc với kim, điều này cũng cho thấy với bạn tuổi Tỵ, bạn thường hay nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý, và nếu như bạn cảm thấy khó chịu ở trong lòng thì bạn tuổi Tỵ hãy nhẹ nhàng tâm sự với người ấy để đôi bên có thể cùng nhau giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói hoặc là làm bất cứ điều gì. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, thẳng thắn quá mức, dễ gây thù chuốc oán với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, đừng để cho sự nóng nảy đẩy vấn đề đi xa hơn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, cần phải chú ý xây dựng các mối quan hệ xã giao phát triển lành mạnh, tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, vợ chồng cần nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, chớ có gây gỗ thêm. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 64, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành hỏa khắc với kim, điều này làm cho bạn tuổi Ngọ dễ vướng phải những rắc rối trong chuyện tình cảm. Và ngày này, nếu như bạn đang còn độc thân, với bạn tuổi Ngọ chớ nên dễ dàng tin vào lời ngôn ngọt của những người khác. Bạn hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ về đối phương trước khi đưa ra quyết định tiến xa hơn trong mối quan hệ tình cảm của mình. Trong ngày thứ bảy này, nếu như bạn đã có gia đình rồi, thì bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Với bạn tuổi Ngọ, bạn chớ nên vì một phút ham vui mà gây tổn thương cho những người thân yêu nhất, tạo điều kiện cho kẻ khác lời ra tiếng vào. Trong công việc, với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Ngọ là nên hòa nhập hơn với mọi người trong môi trường tập thể. Bạn nên biết cách phát huy được sức mạnh của sự đoàn kết, và công việc của bạn dù có gặp phải khó khăn đến mấy đi chăng nữa cũng có thể sẽ được giải quyết một cách thuận lợi nếu như có người cùng chung tay giúp sức cho bạn. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, chú ý tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, nên suy nghĩ kỹ trước khi đến với một ai đó. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nên mở rộng các mối quan hệ xã giao với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, thể hiện được điểm mạnh của mình trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, các chuyện tình cảm của bạn vướng phải nhiều rắc rối. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 78, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Mùi, thứ bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn trong ngày hôm nay có được một ngày bội thu về tài lộc, đặc biệt là những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán. Với bạn tuổi Mùi đã chăm chỉ trong suốt khoảng thời gian vừa qua, không nề hà vất vả và ngay cả khi tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, cho nên với bạn tuổi Mùi đã gặt hái được những thành quả rất xứng đáng với mình. Và trong ngày thứ bảy này, đối với những bạn làm công ăn lương, bạn có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi của mình để làm nghề tay trái hoặc là làm thêm. Và bạn tuổi Mùi vẫn còn phải tiếp tục tối mắt tối mũi với công việc, nhưng chẳng bao lâu nữa bạn sẽ chạm tới mục tiêu mà mình đã đề ra, thậm chí còn đạt được những thành tích vượt quá xa so với mong đợi của mình nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với những người trong gia đình đang rất hòa hợp với nhau. Và bạn tuổi Mùi luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình. Dù bạn có bận rộn đến mấy đi chăng nữa, với bạn tuổi Mùi, bạn trân trọng tình thân và hiểu rằng đó là thứ tình cảm vô giá mà không gì có thể đánh đổi được. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, dù có bận rộn nhưng sẽ đạt được thành công. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình bỏ ra. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, mối quan hệ tình cảm có sự hòa hợp, biết chăm lo cho gia đình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hãy tiếp tục cố gắng chinh phục mục tiêu của bản thân. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, mở rộng mối quan hệ xã giao, không nên sống khép mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 76, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, thứ bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho các mối quan hệ của bạn trong ngày hôm nay trở nên hài hòa, tốt đẹp hơn. Và đây là cơ hội để cho bạn tuổi Thân bày tỏ tình cảm của mình với người mà bạn yêu thương, trân trọng. Trong ngày này, với bạn tuổi Thân, bạn chính là bờ vai để cho ai đó dựa vào và tìm kiếm, động viên. Vậy thì bạn hãy vỗ về họ và cho họ thấy rằng mọi thứ đang không tồi tệ như họ vẫn nghĩ đâu. Và trong ngày thứ bảy này, với bạn tuổi Thân, bạn lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh. Và đây là những dấu hiệu đáng mừng liên quan tới tiền bạc. Với bạn tuổi Thân, bạn đang có những kế hoạch của mình liên quan tới tiền bạc, đang đi đúng hướng, đúng đường. Bạn có thể tiếp tục phát huy được những điểm mạnh này của mình. Trong ngày này, một số bạn còn có được những cát tinh trợ mệnh giúp cho bạn có thể sẽ trúng thưởng, trúng số. Nhưng bạn cũng đừng có vì thế mà tiêu xài hoang phí trong ngày hôm nay bạn tuổi Thân nhé. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp ngày có kim khí vượng. Điều này sẽ ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của bản mệnh, khiến cho bạn thường xuyên có cảm giác bất an, nôn nao ở trong lòng mà không rõ nguyên nhân ra làm sao. Và bạn tuổi Thân, bạn hãy cho bản thân mình thời gian để được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đúng theo nghĩa của nó. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, nhận được sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, không phải ai cũng tỏa thái độ tích cực khi nghe bạn nói. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, dù làm gì cũng phải giữ trọn chữ tín, nhất là liên quan tới tiền bạc. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, kinh doanh được thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, công sức của bạn đang được ghi nhận bạn tuổi Thân nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 84, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn.
Tử vi tuổi Dậu, thứ bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Dậu tử hình. Điều này sẽ gây ra tác động không hề tốt lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay, làm cho bạn tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy. Và với bạn tuổi Dậu, khi gặp phải người có ý kiến bất đồng với mình, bạn thường không suy nghĩ hay là cân nhắc kỹ càng mà sẵn sàng tranh chấp hoặc là phản kháng ngay lập tức. Bạn mệnh tuổi Dậu trong ngày này, bạn nên nhớ rằng dù mình có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ có những người tài giỏi hơn mình. Đồng thời, với bạn tuổi Dậu cũng chẳng thể là người luôn luôn đúng trong mọi trường hợp. Bạn cần phải lắng nghe ý kiến của người khác để nhận ra thiếu sót của bản thân mình nữa. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu, bạn mệnh cũng cần phải chú ý tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc là sở thích cá nhân mà lơ là sinh hoạt giấc ngủ của mình. Bạn cần phải có giờ giấc làm việc sinh hoạt khoa học hơn, đừng có lơ là đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể bạn tuổi Dậu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, nói năng không suy nghĩ, gây tổn thương tới người khác. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, tính khí nóng nảy, dễ nổi giận với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, không nên quá kiêu căng, tự mãn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, cần phải chú ý, tránh những rắc rối không đáng có xảy ra. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 75, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thứ bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Tuất tương hại. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Tuất chớ nên vì bất cứ lý do nào mà sống thiếu trung thực, đổ lỗi cho người khác. Với bạn tuổi Tuất, bạn hãy luôn là chính mình, thật thà với những người xung quanh. Như thế, bạn sẽ không khi nào phải băn khoăn hay là xấu hổ vì những điều mình nói. Tôn trọng bản thân mình là cách khiến cho mọi người tôn trọng bạn nữa nhé. Trong ngày thứ bảy này, với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này cảnh báo cho bạn trải qua một ngày có thể sẽ phạm phải những sai lầm. Việc lập ra kế hoạch trở nên rất cần thiết trong khoảng thời gian này. Việc mọi thứ chậm rãi là điều không ai muốn. Nhưng với bạn tuổi Tuất đừng quên rằng khi có một kế hoạch cụ thể trong tay, với bạn có thể sẽ xử lý mọi thứ, mọi công việc trở nên trôi chảy, tốt đẹp hơn rất nhiều. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ mang lại cho bạn những tín hiệu tích cực liên quan tới vấn đề về tiền bạc, và đó là điểm sáng của bạn trong ngày hôm nay, để cho bản mệnh cảm thấy vui vẻ, tin tưởng hơn về tương lai của mình. Thậm chí một số người còn được người thân giúp đỡ cho vay mượn về tiền bạc nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, cuộc sống luôn có hai mặt, bạn cần phải tập trung vào mặt tích cực của nó. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, không phải ai là người thân cũng đối xử tốt với bạn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, sự giận dỗi vào lúc này là không hoàn toàn thích hợp với bạn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, có những tổn thương chỉ bạn tự gây ra cho mình mà thôi. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, chớ nên ngựa theo đường cũ, sẽ không ai tha thứ cho bạn. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 37, số 84, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi, thứ bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022.
Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang rất yên ấm. Với bạn tuổi Hợi, bạn luôn dành cho nửa kia sự tôn trọng và luôn thảo luận mọi chuyện với người ấy, bất kể là việc lớn hay là việc nhỏ. Nhờ thế mà vợ chồng luôn đồng lòng trong mọi công việc. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn đang còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn cũng đang khá vượng, bản mệnh nên nhiệt tình hơn trong các cuộc trò chuyện với mọi người, bởi rất có thể nhờ đó mà bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình. Bạn tuổi Hợi hãy mở rộng lòng mình hơn để có thể đón nhận hạnh phúc tới với mình bạn tuổi Hợi nhé. Trên phương diện sự nghiệp, với bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này cho thấy bạn cũng đang có được những cơ hội cấp trên cất nhắc bạn lên một vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực của mình hơn. Và bạn tuổi Hợi, bạn đừng có ngần ngại những khó khăn, vất vả ở phía trước, với năng lực của bạn vẫn có thể giúp cho bạn vươn xa, vươn cao hơn nữa trong tương lai của mình. Về câu quyết cho bà tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, nhân duyên vượng sắc, bạn nên chủ động bắt chuyện với người khác. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, đừng có ngại khó khăn và gian khổ trước mắt. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, có được cơ hội bất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, có khả năng tiến xa hơn nữa trong tương lai của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 39, số 76, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.